tập 9. Vợ cũ của anh là người rất tốt mà, nhìn người xinh đẹp quý phái, lại từ tốn nhã nhặn, nói chuyện cũng rất thấu tình đạt lý. Anh đang định nói cô ấy là người tốt tới như vậy, tại sao chúng tôi lại ly hôn, có đúng không? Chứ gì nữa, đó là anh chưa nhìn thấy lúc cô ấy lạnh nhạt thôi, không khác gì bão tuyết ngày đông giá hết. Cũng có thể vậy, là thật đó. Có một kiểu người vốn là vậy đó, với bạn bè thân thiết, với người thân ở trong nhà và đối với bạn đồng nghiệp thái độ hoàn toàn khác nhau. Với người ngoài khoan dung độ lượng, với người nhà hà khắc chua ngoa, đa nhân cách, một người sống như hai người. Dĩ nhiên rồi, tôi nói đây không phải là vợ cũ của anh đâu. Anh nói không hề sai chút nào, người anh nói chính là vợ cũ của tôi đó. Tôi vẫn cảm thấy anh với vợ cũ của anh ly hôn như vậy quả thật là không thể hiểu nổi, quá hồ đồ rồi. Nè, có phải là vợ cũ của anh thật sự còn bí mật gì không? Tóm lại tôi cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy rất dễ dàng có bí mật. Hai anh cứ nói không hiểu tại sao tôi lại ly hôn. Hơn nữa còn thường ám chỉ tôi là bởi vì có chuyện gì đó khiến Cảnh Nhã ép buộc tôi phải ly hôn. Cứ nói tới nói lui khiến cho tôi đúng là hơi mơ hồ thật rồi. Lẽ nào tôi đã hiểu lầm thật rồi sao? Không được, tôi phải điều tra cho rõ chuyện này mới được đó. Ê, hey, anh rể. Đừng có gọi thân thiết như vậy, anh rể cũ. Anh rể cũ. Nè, tóc của anh có chuyện gì vậy? Ly hôn với chị của em xong bạc đầu luôn hả? Khổ nỗi là chỉ bị bạc hai bên tóc mai thôi, dứt khoát nhuộm trắng luôn, cho ngầu luôn đó. Rất tốt. Anh rể cũ à, anh tìm em có chuyện gì? Thanh Tử à. Hả? Anh rể cũ trước đây không tệ với em chứ? Tất nhiên rồi. Anh coi hai năm trước em mới ăn nhờ ở đậu nhà anh, em mua chiếc xe, anh còn tài trợ 20 ngàn. Có nhiều lúc em thấy anh còn tốt với em hơn là ba mẹ của em. Bớt nữa. Nịnh đi. Anh tìm em là anh muốn nói chuyện này với em đó. Hả? Chị họ em. Thầy Lam à, tôi đang tìm cậu đây. Chuyện gì vậy trưởng khoa? Có chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi. Các giảng viên khác trong khoa lên mạng đã phát hiện ra ba người đàn ông trung niên trang phục kỳ dị. Mà ba người đàn ông này, một trong số đó chính là cậu, có đúng không? Trước nay cậu không hề đội nón. Ở dưới nón này của cậu là một mái tóc có màu khác, có đúng không? Màu xanh. Cái gì chứ? Tôi nói là bên dưới chiếc nón này màu tóc của tôi là màu xanh. Lam Thiên Ngu à, cậu không thể như vậy được. Dù gì cậu cũng là một giảng viên đại học mà, trong chuyện này còn có vấn đề ảnh hưởng nữa đó. Các sinh viên đã bàn tán sôi nổi chuyện này rồi. Trưởng khoa, chuyện tôi muốn nhuộm màu tóc màu gì thì không thuộc quản lý của cấp trên đâu ha. Đây là tự do cá nhân của tôi mà, chưa kể là không phải là tôi đã đội nón rồi hay sao hả? Anh nói cái gì vậy chứ? Sao gọi là không thuộc quản lý của cấp trên hả? Là một giảng viên thì phải có đạo đức, dạy dỗ học trò thì nên lấy mình ra làm gương. Thiên Ngu, tôi nói cậu biết nha, lâu nay tâm trí của cậu luôn để ở chỗ nào đó. Tôi muốn nói với cậu lâu lắm rồi nhưng mà chưa có dịp nói đâu. Trưởng khoa, chúng ta đừng có chuyện bé xé ra to được hay không? Nghe anh nói như vậy tôi sắp thành kẻ hiềm nghi phạm tội rồi. Anh cứ trực tiếp xử tử tôi được rồi. Cậu đừng có giở trò vô lại lưu manh giang hồ đó với tôi nha. Tôi nói cậu biết, nhuộm lại màu tóc cho tôi, cậu đúng là làm phản rồi. Tôi không nhuộm lại đó, anh không quản được đâu. Đây là tự do cá nhân của tôi mà. Được, Lam Thiên Ngu à, nếu như cậu không nhuộm lại, tôi sẽ đình chỉ công tác của cậu đó. Cá nhân anh không có quyền đó đâu. Vậy thì lập tức triệu tập cuộc họp khoa. Tôi không tin là không thể trị được cậu. Ở đây cứng đầu cái gì chứ? Tại sao cả Cảnh Nhã cũng có thể chấp nhận chúng tôi ăn mặc kỳ dị mà tóc tai màu mè, nhưng tới chỗ cô lại không thể khoan dung một chút? Tôi muốn nghe cô nói thật thôi. Được, tôi chỉ nói sự thật. Lời thật mất lòng đừng có chê khó nghe, các anh phải ráng cầm cự đó. Được, cô nói đi.
Tôi xin rửa tay lắng nghe cho rõ đây nè, nói đi. Các anh cảm thấy cách ăn bận của mình bây giờ rất hiện đại, rất trẻ trung. Nhưng mà tôi cảm thấy kiểu tạo hình này so với thời xưa bọc răng vàng, lượn khắp phố, gặp ai cũng nhe răng. Hoặc kiểu 20 năm trước đeo dây chuyền to như sợi xích, gặm cải thảo. 10 năm trước mặc áo khoác giả da báo xiên thịt dê nướng. 5 năm trước xách túi giả hàng hiệu chen chúc trên xe buýt, không có gì khác biệt. Tiểu Mỹ à, ba chúng tôi chính là muốn thay đổi vẻ ngoài của mình trước, rồi ảnh hưởng nội tâm của bản thân. Có người nói là năm tháng như mì, mì trong mì sợi, ngày đêm như nồi. Ba chúng tôi cũng giống như là mì sợi. Trong cái nồi năm tháng này, đảo tới đảo lui, nấu bao nhiêu năm qua rồi. Nếu như không thay đổi cách nấu một chút, chúng tôi sẽ bị nấu thành bột nhão mất thôi. Bây giờ thay đổi vẻ ngoài cũng giống như vớt sợi mì từ ở trong nồi này ra, chần qua nước lạnh, thông qua tác động bên ngoài, để sợi mì nát, ăn vào sẽ ngon hơn một chút. Vậy chắc là không có gì sai chứ. Trẻ trung và hiện đại không phải đơn giản là chỉ ngây ngốc ngu ngơ theo đuổi hình thức ở bên ngoài, mà là ta nên thực sự dụng tâm để trải nghiệm, để cảm nhận. Từ trong thâm tâm, chân thành thay đổi nhận thức của bản thân mới khiến cho anh trở nên trẻ trung thực sự, mới khiến cho anh trở nên thư thái thực sự. Anh hiểu chưa? Không thư thái nổi nữa. Anh bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao không phản bác đi chứ? Người đây mà hồn đâu rồi hả? Lạc quẻ. Tôi với chủ nhiệm khoa ở trường vừa cãi nhau xong đó. Có lẽ tôi sắp bị đình chỉ rồi. Cảnh Nhã. Anh gào thét lên làm gì? Làm em hết hồn à? Lại về đây lấy đồ sao hả? Không đúng nha. Chẳng phải là em đã lấy gần hết rồi hay sao? À, tìm một lý do để tới gặp mặt anh. Còn chưa dứt tình với anh sao? Em đang cầm cái gì vậy? Cha, sủi cảo. Cố tình mua cho anh à? Hả? Còn biết là anh thích món này nữa chứ. Hiểu chuyện đó. Biểu cảm này là sao vậy? Có chuyện hả? Bạch Chí Dũng, không phải em tới đây thăm anh. Em bận rộn cả ngày trời, đầu óc hơi choáng váng. Trên đường trở về nhà lại liên tục suy ngẫm về công việc. Cứ đi hoài như vậy, trong lúc không hay biết đã đi tới chỗ này rồi. Con đường này đi đi về về đã đi sắp 10 năm rồi. Đã trở thành thói quen. Người ta nói 21 ngày có thể bồi dưỡng hoặc thay đổi một thói quen. Em đã dọn ra khỏi nhà này được 72 ngày rồi. Xem ra em đúng là ngốc thật. Thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Nè, thôi, ăn cơm đúng giờ.
sau khi em gặp chị Cảnh Nhã đó, em đã liên tục nghĩ tới chị ấy và Bạch Chí Dũng. Chị nói coi, sao hai người họ lại ly hôn? Đúng là rất đáng tiếc. Nói vậy, giữa đàn ông và phụ nữ thật sự không có chuyện vĩnh viễn trường tồn sao? Ý em muốn nói là Bạch Chí Dũng và Cảnh Nhã này quả thật rất có tướng phù thê, rất là xứng đôi. Có lẽ là vì đôi bên yêu cầu quá cao ở đối phương đi, rồi nảy sinh mâu thuẫn, rồi lại vì tính cách của cả hai không ai nhường ai, cho nên vợ chồng rất xứng đôi trong mắt người ngoài. Nếu có ly hôn cũng không kỳ lạ một chút nào. Tiểu Mỹ, có phải vì em nói họ xứng đôi cho nên làm chị nhớ tới bản thân mình rồi không? Không được nói gì. Nè nè anh Quang, anh nhìn cô bé đó đi. Tóc màu hồng kia, mái tóc này chắc chắn còn mất công sức, mất nhiều tiền hơn chúng ta nữa. Đẹp đó. Đẹp cái gì mà đẹp. Mấy tên thần kinh như chúng ta nổi loạn thành vậy cũng thôi đi. Một cô bé làm đầu tóc như vậy, ba mẹ cũng không quản thúc. Hoặc là ba mẹ đã mất hết rồi. Tới rồi. Hiểu không? Hả? Cô bé đó là ai vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tóc đẹp thiệt đó. Nè. Hiểu Âu à, cô đi nói chuyện thử xem. Kêu cô ấy tham gia vào nhóm ba người lật đổ của chúng tôi đi, đổi thành nhóm bốn người tóc màu. Anh nôn nóng muốn bắt chuyện với người đẹp bên đó tới vậy sao? Không được bằng lui mà. Đi thôi anh Hoàng, chúng ta đi thôi. Cô bé à, một mình ngồi ở đây chán biết bao hả? Hả? Để hai anh nói chuyện chơi với em nha. Hả? Hả? Đúng là không thể ngờ được mà. Tiểu Mỹ tình nguyện hy sinh lớn tới như vậy chính là vì muốn hiện thân thuyết pháp, lao tâm khổ tứ rồi. Đúng rồi. Giờ đôi mắt của mấy anh đều mù hết rồi. Tôi phải làm mấy anh mở to hai mắt để nhìn cho kỹ tấm gương này đây. Mấy anh cảm thấy tôi như vậy có đẹp không? Nếu như mấy anh cảm thấy là đẹp, tôi sẽ không phản đối mấy anh nữa đâu. Đẹp mà. Thật sự quá đẹp đó. Yếu điệu biết là bao. Không hề đẹp, không hề đẹp. Tóm lại ít ra thì không có hài hòa. Hai hơn một. Một chút thôi, một chút thôi. Nhưng mà tôi đã rất cảm động. Tôi quyết định rồi, chính bởi vì Tiểu Mỹ lao tâm khổ tứ như vậy, tôi phải nhuộm lại tóc màu đen thôi. Hoàng Cửu Hằng, cái tên đầu bếp họ Hoàng kia hả? Giang Tiểu Mỹ chỉ dùng chút chiêu trò này thôi đã hạ gục được anh rồi. Nguyên tắc của anh đâu? Tính nguyên tắc của anh đâu rồi? Mất mặt thật đó. Anh Hoàng, đừng cảm động như vậy. Thật ra tôi cũng đâu hy sinh gì nhiều, chỉ là bỏ ra 150 tệ mua bộ tóc giả này thôi. Hả? Hả? Tiểu Mỹ, chúng tôi nhuộm tóc này là muốn dùng hình thức tập trung chú trọng vẻ bề ngoài để kích hoạt nội tâm của bản thân. Mấy anh thật lòng cảm thấy để nguyên ba cái đầu màu mè loè loẹt này không kỳ cục hả? Không thấy kỳ cục, ngầu biết là bao. Câu trả lời của anh không tính, vì đặc điểm của anh chính là cứng miệng. Nhớ lại hồi tôi còn trẻ, từng mơ làm diễn viên, từng học biểu diễn mấy ngày. Có một bậc thầy lý luận biểu diễn tên là Stanislav. Quan điểm của ông ấy là nội tâm cảm nhận được rồi, biểu hiện ra bên ngoài mới chính xác, mới là cao cấp nhất, mới là tự nhiên nhất. Biểu hiện bên ngoài mà chưa có trải nghiệm nội tâm, đó là phần lớn, đều là sự giả dối, đều là sự gượng ép. Tôi không thấy gượng ép. Sự thay đổi của chúng tôi là tuyệt đại đa số người ủng hộ và khích lệ. Vậy ta nói về đại đa số người này. Vợ của anh ủng hộ anh là bởi vì lý do anh thay đổi, cô ấy không dám phản đối. Hiểu Âu ủng hộ mấy anh là vì cô ấy lương thiện, không muốn phá hoại ham muốn thay đổi bản thân của mấy anh. Anh Lam, vợ anh cũng không phản đối là vì nội tâm cô ấy có chuyện nghiêm trọng hơn phải hổ thẹn với anh. Đây chính là đại đa số người mà anh nói, có đúng không? Đúng. Rất đúng. Đúng cái mốc gì?
Anh đang theo phe nào vậy? Anh đang theo phe nào vậy hả? Phải, kiểm điểm. Kiểm điểm sâu sắc. Dù gì tôi cũng đã phản bội rất nhiều lần rồi. Hả? Ê, Tiêu rồi. Chuyện gì nữa vậy? Sau khi gửi đi tôi mới phát hiện tôi gõ lầm chữ rồi. Thật ra là chuyện gì vậy? Không phải tôi cãi nhau với trưởng khoa ở trường sao? Tôi muốn hẹn anh ấy đi ăn, anh ấy đã từ chối. Tôi liền gửi tin nhắn nói là dạ được. Cuối cùng không ngờ là trả lời thành mẹ kiếp. Anh mau thu hồi tin nhắn không lại đi. Không thu hồi được, tôi đang gửi tin nhắn đi mà. Gửi tin nhắn trong di động này trong vòng 5 giây có thể thu hồi được mà. Thật vậy sao? Giờ đã quá thời gian rồi đó. Chiều ngày mai có buổi họp phụ huynh, ba mẹ ai sẽ đi vậy? Ba đi. Chiều ngày mai ba được nghỉ. Chuyện gì vậy? Ngày mai mẹ con phải đi làm rồi. Dạ. 2:30 chiều mai ở phòng học của lớp con. Ba biết tại sao ánh mắt của hai người lại nhìn ba kỳ lạ như vậy rồi. Chiều ngày mai đi họp phụ huynh, chắc chắn ba sẽ đội nón, mặc quần áo thật nghiêm chỉnh đi. Sẽ không đi với bộ dạng qua què này đâu. Làm bài đi. Bỏ ít muối. Lúc đầu thì con gái tôi còn rất ủng hộ tạo hình mới này của tôi đó. Nó còn nói thêm mấy câu khích lệ, nghe hay ho biết bao nhiêu. Tôi còn rất cảm động. Nhưng sau đó vừa nhắc phải đi họp phụ huynh, hai người không nhìn thấy ánh mắt của con bé thôi. Chính là ánh mắt chỉ sợ tôi đi sẽ làm cho con bé phải mất mặt đó. Và trong ánh mắt đó còn có bất lực và tránh né. Thật không chịu nổi. Đi tới trường học của con gái anh, dĩ nhiên là anh phải ăn mặc nghiêm chỉnh một chút rồi. Anh Bạch à, anh nói thay bộ đồ nghiêm chỉnh đi. Vậy tức là nói anh vẫn cảm thấy là cách ăn mặc của chúng ta vậy không nghiêm chỉnh rồi đúng không hả? Ôi trời, tôi biết anh là giảng viên đại học dạy môn ngữ văn. Đừng bắt bẻ tôi nữa có được không vậy? Bị người thế hệ sau nhìn chằm chằm với ánh mắt đó thật khó chịu. Vì con gái tôi nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đó, vì mấy bộ trang phục kỳ dị và mấy tạo hình quái đản này, tôi quyết định từ bỏ. Tôi thực sự từ bỏ rồi. Cả hai anh nữa, không ai được ngăn cản tôi. Tôi sắp không thể kiên trì được nữa rồi. Không được. Không kiên trì nổi cũng phải kiên trì. Thay đổi chính là ước mơ của chúng ta mà. Bạch Chí Dũng à, tôi có một suy nghĩ rất là chất phác. Tôi đã nghĩ suốt 2 ngày 2 đêm rồi. Người có thể có ước mơ, nhưng không thể vì ước mơ của cá nhân anh đi làm phiền người khác, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến người thân. Bây giờ tôi thấy cách làm của mình khiến cho con gái tôi không thoải mái rồi, nên tôi nhất định phải trở lại như cũ thôi. Anh Lam. Ừ? Anh hãy mau chóng khuyên nhủ cái tên phản đồ ngoan cố này giùm tôi đi. Lần này thì quả thật là tôi phải đứng trên lập trường của anh Hoàng. Thôi rồi. Anh cũng bị người ta thuyết phục luôn rồi. Hôm đó Tiểu Mỹ phản đối vậy, quả thật tôi đã nghe lọt tai. Đầu bếp Hoàng cũng đã từng sử dụng cái từ đóng gói này. Tôi cảm thấy vô cùng chính xác. Chúng ta mặc mấy bộ đồ thời thượng nhuộm tóc xanh đỏ như vậy, quả thật là không đúng cho lắm. Ngược lại còn phơi bày sự thiếu tự tin của bản thân mình. Sự thay đổi vẻ bề ngoài này giống như một đống phân vậy. Có gói thêm mấy lớp đẹp đẽ bên ngoài nữa. Nhưng phân vẫn là phân, không thể thành bánh kem được. Không sai. Hôm qua tôi đứng ở trước gương, nhìn trang phục toàn thân của mình, rồi nhìn cái đầu của mình, tôi lại đột nhiên nhớ tới một câu nói đánh giá về chú Hề trong rạp xiếc. Nội tâm và vẻ bề ngoài chưa chắc là thống nhất. Hai người nói năng hùng hồn như vậy là muốn đổi trở lại, là muốn quay đầu lại. Vậy còn tôi? Tôi còn kiên trì không hả? Tóm lại là một vé này tôi phải bỏ cho anh Hoàng. Anh Bạch, xin lỗi anh nghe. 2 + 1 có đúng gì không? Số ít phục tùng số nhiều. Được. Đổi. Ngày mai sẽ đổi trở lại. Nhưng hai người phải nhớ, lịch sử chứng minh
ý kiến của số đông người thường xuyên là sai lầm. Sao tóc của anh lại trở về như cũ rồi? Như vậy vẫn tốt hơn, nhìn dễ chịu hơn nhiều. Đều bị cái tên Bạch Chí Dũng đó dụ dỗ thôi, anh nhìn thấy cũng dễ chịu hơn. Em muốn nói chuyện với anh. Tần Phong đó, chính là vị huấn luyện viên anh đó. Anh biết rồi. Anh biết người thứ ba đó, tên của hắn là Tần Phong. Anh mãi mãi không thể quên được. Hôm nay đừng có nói về anh ta được hay không? Anh vừa xoa dịu được tâm trạng của mình thôi. Em muốn nói là... Nếu như chuyện với em và anh ấy đã là quá khứ rồi, thì anh có thể tha thứ cho em không? Không thể. Em có ý gì đây? Hối hận rồi hả? Cứ như em nghỉ phép ra ngoài du lịch một chuyến, sau đó về tới nhà, rồi muốn anh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Muốn quay về đường cũ, ăn cỏ ở máng cũ, muốn tiếp tục cuộc sống với anh. Thương Quang Tuệ, là em đang nằm mơ hay là anh đang nằm mơ đây? Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mười mấy năm rồi, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của em cũng dây dứt lắm, cũng khó chịu lắm. Cho nên em chỉ muốn bàn bạc với anh thử xem, xem là chúng ta có cách nào giải quyết hay không. Anh có thể đừng giữ bộ dạng căm hận đó nữa được không? Con trai của chúng ta vừa mới đón sinh nhật 7 tuổi, anh lại phát hiện trên đầu mình đã mọc thêm 2 cái sừng còn chưa được 4 tháng nữa đó. Sự sỉ nhục và đau khổ này anh có thể cảm nhận được từng giờ từng phút, em có biết hay không? Thương Quang Tuệ, không phải em muốn sống một cuộc đời khác hay sao hả? Anh tôn trọng em, nhưng mà muốn anh tha thứ cho em, khó đó. Vậy anh vừa không đồng ý ly hôn với em, anh cũng không chịu tha thứ cho em, anh chỉ muốn giày vò em thôi đúng không? Thật ra anh cũng không muốn giày vò em gì hết, chỉ là bụng dạ của anh không được rộng lượng như anh nghĩ. Anh nghĩ mình phải chịu buồn bực, ấm ức đều là tại em, cho nên anh phải kéo dài sự giày vò này cho tới khi anh nhìn thấy em đau khổ giống như anh bây giờ, thậm chí là nhiều hơn anh, thì anh mới cảm thấy cân bằng, có đúng không? Có lẽ vậy. Anh muốn nói chuyện với em về ba ruột của Tiểu Lôi. Anh đã kìm nén rất lâu rồi, em cũng không cần căng thẳng. Trước đây là em muốn nói với anh, anh không muốn nghe. Bây giờ anh đã muốn nghe rồi. Ba ruột của Tiểu Lôi
tên là Thường Triết. Em biết được bây giờ anh ấy đang ở Canada, lấy vợ cũng là người Canada, da trắng. Họ có 3 đứa con. Ở bên đó họ mở một siêu thị. Còn chuyện khác em cũng không rõ lắm. Em vẫn không có dự tính để cho người tên Thường Triết đó biết được ở đây anh ta có đứa con gái hay sao chứ? Cho dù sau này chúng ta có kết cục gì, em cũng không dự tính cho anh ấy biết. Bởi vì nếu để cho anh ấy biết, với tính cách của anh ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh ta tính cách ra sao? Ngang ngược hơn, và còn ích kỷ hơn cả anh nữa. Là một người rất cứng đầu. Phải, người ngu ngơ hơn anh. Thế gian này e là không mấy người. Anh Hoàng, lại đang suy nghĩ chuyện gì? Tôi có thể nghĩ chuyện gì đây? Con gái, tiếc là của người khác rồi. Ba ruột của con gái anh vẫn chưa biết là anh ta có cô con gái hoạt bát như vậy. Vợ anh tính giấu anh ta suốt đời như vậy thật sao? Lâm Hưởng đã nói với tôi như vậy rồi. Cô ấy nói dù tôi ly hôn với cô ấy, cho dù sau này tôi không nhận đứa con gái này nữa, cô ấy vẫn không nói với ba ruột của Tiểu Lôi. Nếu như tôi không phải là bạn thân của anh, không đứng trên lập trường của anh mà nhìn từ góc độ của một người ngoài để suy xét, làm như vậy có phải là rất không công bằng với ba ruột của Tiểu Lôi không? Hơi thất đức thật. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy rồi. Có lẽ là vợ tôi không đủ can đảm đó. Dù gì tôi cũng không có đủ can đảm để nói. Đây là chuyện long trời lở đất. Chuyện này một khi bại lộ rồi, vậy chẳng phải tan nhà nát cửa sao? Hai cặp vợ chồng, cả hai gia đình, ba mẹ của hai bên, chuyện này liên quan tới bao nhiêu gia đình đây? Đây chắc chắn là một quả bom rồi. Mà còn là quả bom hạng nặng. Dùng dao mẻ giết người, chảy máu rồi còn chịu đau. Người đó không thể chết ngay được. Đây là cảm nhận của tôi hiện tại. Bây giờ thậm chí tôi còn có thể nghe thấy âm thanh tuyệt vọng trong người mình. Âm thanh dồn dập đó hội tụ một chỗ. Trước khi xảy ra chuyện đó, lâu nay tôi tin tưởng tình cảm và cảm kích của tôi đối với vợ và con gái sẽ kéo dài cả đời. Thậm chí tôi đã nghĩ là sau này tôi phải chết trước mẹ con họ. Tôi không thể chịu đựng ngày tháng sau này không có họ ở bên cạnh tôi nữa. Yêu cầu của tôi đối với cuộc sống này rất đơn giản và rất bình thường. Chỉ là ăn cơm đi ngủ, gia đình bình an, 8 chữ này thôi. Đừng thấy tôi ngày thường luôn cắn răng, luôn ưỡn ngực, hô hào phóng khoáng, nhưng tôi phát hiện chuyện này quá khó khăn đó. Thực hiện 8 chữ anh vừa nói quả thật là rất khó. Đầu bếp nấu món ăn cho người khác ăn, trước nay tôi chưa từng suy xét tới.
bản thân tôi có thích ăn hay không. Sở thích của tôi là nấu ăn. Mà nấu ăn là vì sở thích của người khác, cũng có nghĩa là tôi không có sở thích. Tình yêu của tôi chính là vợ của tôi và con gái. Tình yêu của tôi là tình thân và người thân. Là tình thân và người thân đã khiến cho cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn, thi vị, có động lực, có tinh thần. Nhưng bây giờ mọi thứ đó đều đã không còn nữa. Người thân không còn, tinh thần cũng đã mất. Anh Bạch à, Hiểu Âu, hai người có biết mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ chuyện gì không? Tôi thật sự hy vọng tôi bây giờ không phải là tôi. Tôi là một người hoàn toàn khác. Tôi không phải là Hoàng Cửu Hằng. Tôi cũng không phải là ba của Hoàng Tiểu Lôi. Thật đó. Tôi thật sự hy vọng bản thân của mình là một người khác. Nhấc cao đùi lên. Trước sau một chút. Nghỉ 10 phút đi. Con sao vậy? Ba ơi, đã 125 ngày rồi. Chuyện gì? Ba và mẹ có chuyện mâu thuẫn đã được 4 tháng hơn rồi. Ba vẫn chưa thể bình tâm được sao? Yên tâm hả? Ba sẽ cố gắng hơn nữa mà. Huấn luyện của tụi con sao vậy? Hình như là tâm trạng không tốt cho lắm đó. Cũng giống như ba thôi, tâm trạng bất ổn cũng đã hơn 4 tháng rồi. Người của viện kiểm sát khu Phúc Thủy. Chuyện gì đây? Anh là gì của cô Lâm Hưởng? Tôi là chồng của cô ấy. Cô là Lâm Hưởng hả? Ờ, dạ đúng. Ê nè, sao vừa vào là bắt người rồi hả? Ờ, có thể để con tôi tránh mặt một lát được không? Con về phòng đi. Tiểu Lôi, ngoan. Có chuyện gì vậy hả? Nói rõ ràng đi. Nếu không thì đừng có hòng đưa người đi. Anh nghe đây, mong anh đừng cản trở chấp pháp. Lâm Hưởng, cô liên quan tới vụ án kinh tế, cần đến viện kiểm sát phối hợp điều tra. Hơn nữa còn phải tiến hành lục soát nhà của cô. Cái gì? Có lẽ là vì chuyện khoản tiền đó của công ty. Lâm Hưởng, bây giờ cô không được nói bất cứ chuyện gì hết. Tại sao lại không thể nói chứ? Tôi là chồng của cô ấy. Các anh vào nhà là đòi lục soát, đòi bắt người. Tôi hỏi rõ ràng không được hay sao? Đây là quy định, sợ thông đồng lời khai, xin anh phối hợp. Lâm Hưởng à, Cửu Hằng, nhớ chăm sóc cho Tiểu Luân, chăm sóc cho con gái của chúng ta. Xin lỗi, bây giờ chúng tôi bắt đầu điều tra. Tôi chỉ có thể nói với anh 4 chữ: tội phạm kinh tế. Bắt đầu đi.
Anh... Gọi điện thoại em không nghe, nhắn tin không trả lời. Anh chỉ có thể tới đây tìm em thôi. Chuyện của hai chúng ta, thật ra phải làm sao đi? Anh đối với em là thật sự nghiêm túc mà. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Đã qua rồi, sang trang rồi. Đã qua rồi, em cảm thấy là qua được sao? Nếu như muốn để nó qua đi thì sẽ qua được thôi. Xin lỗi anh, em phải đi làm rồi. Mẹ con bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm thôi. Con phải tin tưởng, mẹ con là một người rất tốt, chắc chắn bị Du Quan rồi. Ba ơi, con còn phải đi học tiếp không? Anh Quang, có chuyện gì vậy chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Họ nói là tội phạm kinh tế. Tội phạm kinh tế? Lâm Hưởng ở công ty tôi từng làm, bên phòng hành chính. Tội phạm kinh tế có liên quan gì tới cô ấy chứ? Bây giờ cô ấy quản tài vụ trong công ty. Hãy khoan nói đã. Chuyện như vậy một hai câu cũng không thể nói rõ. Ở trước mặt con nhỏ cũng không thích hợp nói chuyện này đâu. Còn nữa, Tiểu Lô cũng không thích hợp ở trong hoàn cảnh như vậy. Chúng ta phải đổi chỗ khác thôi. Được, được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nha. Đã nắm được tình hình cơ bản rồi. Công ty có một phó tổng họ Cát. Vào tuần trước, người và 8 triệu tiền mặt đều biến mất. Lâm Hưởng quản tài vụ, bị nghi là đồng mưu đồng phạm. Hoàng Tiểu Lôi, không được nghe lén người khác nói chuyện, tập trung làm bài đi. Ba của tôi cũng quản tài vụ. Xảy ra chuyện như vậy, Lâm Hưởng khó tránh bị hiềm nghi. Đừng lo quá, chúng ta lo mau chóng nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào đi. Đúng là phải nghĩ. Giờ diện kiểm soát can thiệp rồi, chắc chắn phải tiến hành theo trình tự điều tra và quá trình thẩm vấn. Có vấn đề không cũng phải đợi một thời gian nữa. Vậy đi, tôi thân với lại ông chủ Chu, tôi sẽ tìm ông ta để tìm hiểu tình hình cụ thể trước rồi mới tính tiếp. Vậy anh hãy mau đi đi. Ba ơi, chị, chiều nay con có phải đi học tiếp không? Thôi đừng đi học nữa, xin nghỉ cho con bé đi trước đi. Anh Quang, đợi đó, anh nghĩ ra lý do gì để cho con bé nghỉ hay chưa? Có gì nói đó thôi. Có gì nói đó, sau này con bé tới trường làm sao đối diện với giáo viên? Chuyện như vậy dù là kết quả tốt đẹp, nếu như giáo viên hỏi tới, anh kêu một đứa bé phải làm sao giải thích đi? Vậy còn phải bịa ra lý do. Cứ nói con bé bị bệnh, cảm xúc cao, xin nghỉ phép 3 ngày, cộng thêm thứ bảy chủ nhật cũng 5 ngày rồi. Đợi 5 ngày rồi tính tiếp ha. Hiểu rồi. Tiểu Lôi à, lát nữa nếu như con đói thì con muốn ăn gì nè? Dì đưa con đi ăn con chịu không? Cảm ơn dì Âu, bây giờ con không muốn ăn gì hết. Nhưng con đâu thể không ăn, bởi vì nếu như con không ăn cơm, ba con sẽ buồn và lo lắng lắm đó, con biết không? Cho nên dù con không muốn ăn cũng phải ráng ăn, con hiểu không? Chuyện này tôi vẫn luôn nghi ngờ là do lão Cát đó làm. Nhưng mà ai có thể bảo đảm Lâm Hưởng chắc chắn không có vấn đề chứ? Ai dám khẳng định cô ấy không có trách nhiệm? Chuyện nên chứng minh tôi đã chứng minh rồi. Cần đưa ra tài liệu tôi đã đưa rồi. Phối hợp với viện kiểm sát điều tra. Sao hả? Đủ tình nghĩa chưa? Đủ cái đầu của ông đó. Cấp dưới xảy ra chuyện vì Du Quan như vậy, đây là chuyện mà ông chủ như ông nên làm. Còn nói tình nghĩa cái gì nữa chứ? Cậu nổi nóng với tôi làm gì? Cậu làm sao biết được Lâm Hưởng chắc chắn bị Du Quan chứ? 8 triệu lần đó, tôi đã bị tổn thất 8 triệu, tôi còn lo lắng hơn kìa.
Nếu như ông nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của chồng cô ấy, nếu như ông nhìn thấy ánh mắt của con gái cô ấy, ông cũng lo nữa đó. Chuyện này liên quan gì tới cậu chứ? Có phải cậu... Có phải tôi rảnh quá rồi đúng không? Tôi nói cho ông biết, đúng, nếu như chuyện này ông không xử lý cho tốt, cứ 3-4 bữa tôi lại tới hành hạ ông, tôi sẽ làm cho ông bị điên luôn đó. Đừng có cười nữa, mau điều tra đi.